Thưa quý vị và các bạn, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc vừa tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch triển khai phát hiện chủ động ca lao theo chiến lược 2X, XQ and XP của dự án phòng chống lao khu vực tại Việt Nam cho người di cư và nhóm dân thường xuyên qua lại biên giới. 2X là chiến lược mới của Bộ Y tế và chương trình chống lao quốc gia nhằm phát hiện ca bệnh lao hướng tới mục tiêu năm 2030 cơ bản chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam. Chiến lược này chẩn đoán bệnh lao bằng phương pháp chụp x-quang ngực và xét nghiệm Transpisper để phát hiện vi khuẩn lao. Thành phố Châu Đốc dự kiến bắt đầu tổ chức thực hiện dự án phòng chống lao khu vực vào ngày 18 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Y tế thành phố đối với người dân cư trú tại phường Núi Sam, phường Vĩnh Quân và xã Vĩnh Tế, gồm nhóm người có nguy cơ như nhóm người di nhập cư và người sống cùng hộ gia đình, người tiếp xúc hộ gia đình bệnh nhân lao phổi, người sống chung HIV ở mọi lứa tuổi, người hoàn thành điều trị lao trong 2 năm trở lại, người có bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh bụi phổi, người bệnh tiểu đường, người từ 60 tuổi trở lên, người lạm dụng thuốc lá, rượu, cao huyết áp. Chiến lược 2X sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn đối với người bệnh và cộng đồng. Nếu phát hiện sớm, người bệnh sẽ được chữa khỏi bệnh nhanh, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội, như giảm thời gian nằm viện, giảm thời gian nghỉ việc, đặc biệt giảm nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, từ đó sẽ giảm nhanh số người mắc lao mới. Phát hiện sớm bệnh lao giúp cho chính bản thân mình vừa phòng tránh bệnh cho người thân của mình.